Sáng nay ngày 21 tháng 6, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị sơ kết công tác quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo T98 thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy viên. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp, các ngành chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình, phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được đổi mới theo hướng mở rộng, dân chủ, công khai, minh bạch, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân hưởng lợi nhiều nhất. Trong điều kiện thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường nắm bắt thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân bằng nhiều hình thức, qua đó tham mưu đề xuất các cấp, các ngành có liên quan giải quyết nhiều vấn đề, góp phần bảo vệ quyền lợi lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên nhân dân. Các doanh nghiệp cũng quan tâm thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.